Nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lo lắng về việc trục đường trung tâm từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến bến Bạch Đằng trở thành phố đi bộ sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông cũng như là hoạt động của các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại trong khu vực. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ cấm xe lưu thông trên tuyến đường này nhưng không phải là cấm hoàn toàn. Cụ thể sẽ có khung giờ cho các phương tiện lưu thông, giống như việc quản lý phố đi bộ ở đô thị của các nước trên thế giới, chứ không phải là cấm hẳn không cho xe cộ đi vào khu vực này. Để quản lý xe, khu vực phố đi bộ sẽ có hệ thống cọc giao thông thông minh. Trong khung giờ cấm, các cọc này sẽ hoạt động để ngăn không cho xe đi vào. Còn ngoài khung giờ quy định, những cọc này sẽ tự động hạ xuống cho xe lưu thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, khi phố đi bộ hoàn thành, thành phố sẽ có quy chế quản lý phố đi bộ riêng. Ngoài ra, để phục vụ du khách đến tham quan, thành phố đã cho xây dựng 5 bãi đỗ xe ngầm ở công viên 23 tháng 9, Tôn Đức Thắng, sân vận động Hoa Lư, công viên Lê Văn Tám và sân khấu chống đồng.